Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sài Gòn Hôm Nay. Nếu có cơ hội du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá Dinh Độc Lập. Nơi đây lưu giữ những dấu mốc đáng tự hào của dân tộc trong kháng chiến ác liệt. Hy vọng bạn và du khách sẽ có được những trải nghiệm đáng nhớ ở nơi này. Các bạn có biết không, là khu du tích lịch sử nổi tiếng, Dinh Độc Lập thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan, tìm hiểu về lịch sử. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những tư liệu sống động về một thời đã qua, thêm yêu và trân trọng cuộc sống. Khu di tích nằm ở số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, nơi đây đã và chứng kiến rất nhiều sự kiện lịch sử, thăng trầm của đất nước, đặc biệt là sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đến với Dinh Độc Lập, ngoài việc tìm hiểu lịch sử dân tộc, bạn và du khách cũng có thể thăm thú nhiều cảnh đẹp xung quanh. Du khách có thể dạo chơi bên ngoài khuôn viên, nơi đây có những bãi cỏ xanh mướt. Từ đây, bạn và du khách cũng có thể ngắm nhìn dinh thự ở mọi góc độ, khám phá được nét kiến trúc, Dinh Độc Lập hài hòa, độc đáo của không gian. Dinh Độc Lập nằm tại khu vực bốn trục đường chính của Sài Gòn, tọa lạc tại vị trí trung tâm của quận 1. Đây là vị trí rất dễ tìm cho những du khách trong và ngoài nước khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có biết không, Dinh Độc Lập nằm tại khu vực bốn trục đường chính của Sài Gòn, tọa lạc tại vị trí trung tâm của quận 1. Và chúng ta thấy đây là một vị trí rất dễ tìm cho những du khách nước ngoài hoặc những người lần đầu tiên đến với thành phố Hồ Chí Minh. Bốn trục đường chính giới hạn đó chính là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mặt chính ở phía đông bắc, đường Huyền Trân Công Chúa mặt sau ở phía tây nam, đường Nguyễn Thị Minh Khai bên trái ở phía tây bắc, đường Nguyễn Du bên phải ở phía đông nam. Dinh Độc Lập Sài Gòn được chú trọng trồng rất nhiều cây xanh, đặc biệt có cả công viên xanh và công viên nước trong khu vực sân vườn của dinh, mang lại bầu không khí vô cùng trong lành và mát mẻ cho khách tham quan. Được biết, đây là công trình đầu tiên vào những năm 1960, được xây dựng theo lối kiến trúc xanh. Khi mới bước vào cổng dinh,
bạn sẽ thấy ấn tượng thảm cỏ xanh ô van xanh ngắt ở khu vực sân trước. Toàn bộ cảnh vật và khuôn viên được phủ kín bởi những hàng cây cổ thụ xanh mát, những bãi cỏ xanh rì cắt bằng phẳng, những vườn cây cảnh quý giá. Với tổng diện tích khuôn viên lên đến 120.000 m², nơi đây được chia làm 3 phân khu khác nhau với những nét độc đáo riêng. Vì thế khi đến đây, bạn và du khách sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các công trình kiến trúc và tham quan các khu trưng bày hiện vật mang tính giá trị lịch sử cao. Trong cái tiết trời oi bức của mùa hè, khi đến với Dinh Độc Lập thì bạn và du khách như được hòa mình vào một cái không gian xanh mướt của dinh. Tại đây, bạn có thể thấy được toàn cảnh bao quát các cái công trình và những khoảng sân rộng, những bãi cỏ lớn, đài phun nước và lối đi trong khuôn viên cây xanh. Vì khu vực khuôn viên khá rộng và được thiết kế như một vòng cung, nên bạn có thể di chuyển bằng hình thức xe điện để tránh mất sức và có thể thoải mái ngắm cảnh xung quanh. Khuôn viên 12 hecta trong Dinh Độc Lập phủ toàn cây xanh. Các bạn có biết không, trong cái khuôn viên 12 hecta phủ xanh bởi cây cối. Nhìn những cái cây xanh cao cả 20 thước, ở đây cây rất là khỏe. Tán lá thì xòe rộng trên cao, tỏa bóng mát xuống cái thảm cỏ lúc nào cũng xanh mướt.
Cây cối trong Dinh Độc Lập xanh mướt. Nơi đây được ví như một lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Dinh Độc Lập, hòa mình vào trong không khí thiên nhiên xanh mát, làm cho tinh thần bạn thêm thư thái sau những ngày làm việc mệt nhọc. Chính giữa cái thảm cỏ xanh là một cái đài phun nước. Và chúng ta thấy rằng là chảy dài theo suốt cái chiều ngang của đại sảnh là cái hồ nước hình bán nguyệt. Ở trong cái hồ nước này thì thả rất nhiều hoa sen, hoa súng, gợi nên một cái hình ảnh của hồ nước yên ả ở các ngôi đình, ngôi chùa cổ kính của Việt Nam. Những vườn hoa đua nhau khoe sắc tại Dinh Độc Lập. Xung quanh Dinh Độc Lập là những cái bãi cỏ xanh mướt, vườn cây cổ thụ, những cái chậu cây kiểng quý và bốn sân quần vợt phía sau khu nhà chính. Trong khuôn viên, bạn và du khách có thể thưởng thức những cà phê nóng hổi thơm phức. Chúc bạn và du khách có một chuyến tham quan trải nghiệm đầy thú vị. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.